Mira-san, konbanwa quá. Vậy là chúng ta hôm nay chúng ta lại được gặp nhau và chúng ta đã gần kết thúc cái bài học trong giáo trình Somatome N3 này rồi. Và hôm nay chúng ta cùng sang bài học ngày thứ tư, Yonichime Dekiru Wake Ga Nai. Ở đây có hai cậu học trò, một cậu ấy nói rằng là Muzukashii wake da sokyu kurasu no boku ni dekiru wake ga nai. Khó là đúng rồi vì tôi mới học ở lớp cái sơ cấp thôi, không thể nào mà có thể làm được. Cậu kia nói là muzukashii monai da demo gambare ba dekinai wake de wa nai daro. Cái vấn đề này thì khó đấy, thế nhưng mà không phải hoàn toàn là không, nếu mà cố gắng thì không phải hoàn toàn là không làm được nếu cố gắng. Và chúng ta cùng bắt đầu bài học ngữ pháp ngày hôm nay nhé. Hajime maso. Chúng ta cùng sang cái cấu trúc ngữ pháp thứ nhất là wakedà. Wakedà với ý nghĩa là cái gì đó là đương nhiên và hiển nhiên. Và đây chúng ta thấy là wakedà sẽ bằng với tozen và mochiron. Trước gặp qua cây đài chúng ta sẽ chia động từ tính từ danh động từ tính từ đuôi y đuôi na danh từ động từ tính từ đuôi y đuôi na chia về thể thường và nhớ rằng là danh từ chúng ta không sử dụng trong cấu trúc này. Và chúng ta cùng đọc cái ví dụ thứ nhất. Atsu wa keda kion ga 36 độ mo aru. Nóng là đúng rồi vì hôm nay là 36 độ cơ mà. Ví dụ thứ hai là Tanaka-san kanozo ni furare tarashi yo. Naruhodo, sore de genki ga nai wake da. Nghe nói là anh Tanaka-san đã chia tay người yêu rồi. Thảo nào mà anh ấy không khỏe là đúng rồi. Ta cũng sang cái cấu trúc ngữ pháp thứ hai wake de wa nai. Wake de wa nai là không phải hoàn toàn là, không phải hoàn toàn là. Trước wake de wa nai thì chúng ta sẽ chia động từ tính từ về thể thường, trong đó tính từ đuôi na chúng ta giữ nguyên na. Chúng ta cùng đọc ví dụ thứ nhất là kirai na wake de wa nai ga niku ga amarita benai. Không phải là hoàn toàn không thích, không phải là ghét, mà nhưng mà thịt thì tôi không không ăn được mấy. Ví dụ thứ hai là tebi wa mienai wa ke de wa nai ga onkaku o kiteru ho ga oi. Không phải là không xem tivi nhưng mà tôi thường hay nghe ca nhạc là nhiều. Chúng ta có nhớ nhìn lên phía trước đấy thì cái cậu này cậu ấy nói là so kyu kurasu no boku ni dekeru wake ga nai. Tôi mới chỉ là học sinh trình độ sơ cấp thì vấn đề là không không thể nào nên không thể nào mà làm được. Chúng ta wake ga nai có nghĩa là không thể nào và không có cách nào, và tự mình nghĩ là không có cách nào, không thể nào làm được một việc gì đó hay là một điều gì đó. Wake ga nai hay là wake ga nai đều được. Trước wake ga nai thì chúng ta sẽ chia động từ tính từ danh từ về thể thường, sau đó thì tính từ đuôi na giữ nguyên na, danh từ giữ chúng ta cộng thêm no, và đây chúng ta lại có thể coi wake ga nai như một chức năng, như một danh từ. Như vậy chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. Chúng ta cùng đọc cái ví dụ nhất. Anochugoi ate ni katte eru wake ga nai. Không có cách nào mà thắng được cái đối thủ mạnh như vậy. Kono pan furukunai furu wake nai yo kino kattan dakkara. Cái bánh mì này nó cũ rồi sao? Không thể nào mà cũ được.
À, tôi vừa mới mua vì tôi vừa mới mua hôm qua. Cấu trúc ngữ pháp cuối cùng chúng ta học hôm nay đó chính là wake ni wa ikanai. Cấu trúc này có nghĩa là vì tình vì lý, về tình vì lý thì chúng ta không thể làm một việc gì đó. Chứ wake ni wa ikanai thì chúng ta sẽ chia động từ ở ve ru, ve nai, ve te ru và ve sa se ru. Mình sẽ nhắc lại là về tình về lý đấy thì không thể làm được một việc gì đó. Ví dụ thứ nhất là Daijinakai ga aru kara jasumu wake ni wa ikanai. Vì ngày mai mà có cuộc họp quan trọng đấy nên là không thể nào mà nghỉ được. Ở đây chúng ta thấy là vì cái lý là buổi họp ngày mai rất là quan trọng nên là không thể nào mà nghỉ được. Ví dụ thứ hai là Sacho no Meirei Dakara. Sacho no Meirei Dakara Shitagao quá nai qua kênh thì gọi ikanai. Meirei có nghĩa là mệnh lệnh. Vì là mệnh lệnh của Sacho là mệnh lệnh của giám đốc đấy thì không không có cách nào mà không thể nào mà không tuân theo được. Shitagao có nghĩa là tuân theo. Chúng ta cùng chuyển sang phần đơn siêu Monaichi. Câu thứ nhất, chúng ta thấy có Wakedà và Wakeganai. Wakedà chúng ta thấy là đương nhiên, hiển nhiên. Wakeganai có nghĩa là không có cách nào và không có lý nào. Chúng ta cùng đọc câu thứ nhất. Kona tokoro de koji te ita no da jutai suru. À, vì ở chỗ đó có một cái công trình đang xây dựng, thế nên là tắc đường là đúng rồi. Chúng ta sẽ chọn Wakeda, tắc đường là đúng rồi. Chúng ta không thể chọn là Wakeganai, không có cách nào mà tắc đường được. Câu thứ hai, có hai đáp án là Wakeda và Wakedewanai. Wakeda nghĩa là đương nhiên, Wakedewanai nghĩa là không phải hoàn toàn là. Nemuita ita ga hoka no koto o kangaete ita. Ở đây chúng ta thấy là trước nếu mà chúng ta sẽ chọn là qua cây đài, câu này sẽ nghĩ là buồn ngủ là đương nhiên rồi. Thế nhưng mà đang suy nghĩ về người khác, chúng ta thấy là ý nghĩa không phù hợp. Vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là B, không phải là hoàn toàn, không phải là buồn ngủ, nhưng mà tôi đang nghĩ về cái việc khác. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Câu thứ ba, chúng ta có hai đáp án là wake dewanai và ka wake ni wa ikanai. Wake dewanai có nghĩa là không phải hoàn toàn là, wake ni wa ikanai có nghĩa là vì tình vì lý thì không thể làm một việc gì đó. Ở đây chúng ta thấy là kisoku de desu kara 30 phút ijo chikoku shita bae wa shiken o uke saseru. Và nếu chúng ta chọn qua cái đề quán này thì cái câu này được dịch là vì quy tắc này, nếu mà trong trường hợp mà bị chậm 30 phút trở lên đấy thì không phải hoàn toàn là cho phép, không phải hoàn toàn là cho phép dự thi. Đấy, chúng ta thấy là không thể chọn đáp án là A được, và chúng ta sẽ chọn đáp án là B vì cái có quy tắc này, nếu mà trong trường hợp mà chậm 30 phút trở lên thì tôi không thể cho phép là tham dự cái kỳ thi. Câu thứ tư, chúng ta có muốn hai đáp án là wake ga và wake de wa. Wake ga nai có nghĩa là không có cách nào, và wake de wa nai có nghĩa là không phải hoàn toàn là. Uso bakari tsuite iru kare ga minna shinzo sareru. Ở đây chúng ta thấy là anh ấy thì toàn là nói dối đấy. Nếu mà nhận được sự tin tưởng, wake chắc chắn là wake gán nai rồi. Wake gán nai có nghĩa là vì anh ấy nói toàn nói dối nên là không có cách nào mà mọi người có thể tin tưởng được.
chúng ta không thể chọn là không phải hoàn toàn là mọi người được mọi người tin tưởng. Vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án chính xác là đáp án A. Câu thứ 5 chúng ta có hai đáp án là Guarate Ita. Ở phía sau là Ita Wakeda. Wakeda có nghĩa là đương nhiên. Ở đây ví dụ Kao ni go hambu tsubu ni chute ta minan ni kuras kusu. Ở đây là vì dính cái hột cơm ở trên mặt đấy thì đã làm cho mọi người cười khúc khích. Ở đây đã làm cho mọi người thì chúng ta sẽ sử dụng warawarite wakeda, bị mọi người cư sự có nghĩa là cười khúc khích. Để chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Chúng ta cùng sang phần Rensuni. Câu thứ 6 chúng ta có 4 đáp án là Wakeno Ochiru, Gakuse Gá và Nai. Ở đây phía trên người ta Shiken ni Ochitesumatta và đã bị trượt ở kỳ thi này rồi. Và ai trượt thì chúng ta sẽ phải có một chủ ngữ phía trước đó. Vì vậy chúng ta sẽ để 3 ở cuối cùng. Và trước 3 thì chúng ta thấy là 1 Wakeno thì phải đi với Nai này, Wakeno đi với Nai 1 4 này. Và còn lại là 2 Ochiru. Và trình tự phù hợp, để phù hợp ý nghĩa thì chúng ta phải chỉ xác thế ở 2 1 4 3. Đọc cả câu này là Ochiru Wakeno Nai Gakuse ga Shiken ni Ochite shimatta. Trình tự của chúng ta là 2 1 4 3. Những học sinh mà nghĩ rằng chắc chắn là đương nhiên là sẽ không trượt kỳ thi thì đã bị trượt mất rồi. Câu thứ 7 chúng ta thấy là có 4 đáp án là wake nakute atsu de wa. Câu này rất dễ. Chúng ta thấy là có wake de wa nai thì chúng ta còn lại là 3. Vậy chúng ta 3 1 4 2. Chúng ta cùng đọc câu này là mado o sukoshi akete mo ii desu ka? Atsu wa wake de wa nakute kuki ni re kaetan desu. Tôi có thể mở một chút cánh cửa sổ này được không? Không phải là nóng, không phải hoàn toàn là nóng mà tôi muốn thay đổi cái không khí ở trong phòng. Vậy là chúng ta đã kết thúc bài học ngày hôm nay tại đây. Minasan sayonara.